Hành lang sao Học, không gian mặc áo da thật rộng 150m² lần đầu tiên có mặt tại FPT Laser. Cuộc săn tìm áo da thật với mức giá chỉ hơn 1 triệu đồng. Ngày hôm nay, hãy cùng theo chân Nhã Linh để tìm hiểu nhé. Hành lang sale off là chương trình xuyên suốt của FPT Laser trong khoảng thời gian sắp tới. Xin kính mời quý khách hàng hãy cùng đến với cơ sở 484 Quang Trung Hà Đông Hà Nội để cùng trải nghiệm và có cơ hội sở hữu một chiếc áo thật với mức giá chỉ từ 1.200.000 đồng. Tại sao áo thật lại có mức giá ưu đãi đến như vậy? Sự thật chắc chắn khiến bạn bất ngờ. Đầu tiên, đây là sản phẩm được may thử nghiệm, chưa được bày bán trên thị trường và mới chỉ được trưng bày trên phòng thiết kế của FPT Laser đang còn mới 100% và được bán với mức giá chỉ từ 1.200.000 đồng. Thứ hai là các sản phẩm áo da thật lẻ size S2016, S2017 hiện đang được bán với mức giá từ 2.200.000 cho tới 2.500.000 đồng. Các mẫu áo da thật Rust V hay là Leatherman hiện đang được FPT Laser phân phối với mức giá cực kỳ ưu đãi chỉ từ 2 triệu đồng. Các mẫu áo da thử nghiệm với các dòng da độc như da vét tan thảo mộc, da lộn, da sáp, vân vân với mức giá chỉ từ 2 triệu đồng. Các mẫu áo da outlet là các mẫu áo da còn mới 100%, có nhiều thiết kế độc lạ và được thuộc từ nhiều dòng da thuộc độc đáo. Nếu bạn là một người đam mê và mong muốn sở hữu những mẫu áo da mới, độc và lạ thì hãy đến ngay với hành lang sale off của FPT Laser tại 484 Quang Trung Hà Đông Hà Nội để cùng trải nghiệm nhé. Chưa hết đâu, tại hành lang sale off của FPT Laser còn có các sản phẩm phụ kiện được trưng bày. Đây hoàn toàn đều là các sản phẩm hàng mẫu, hàng sản xuất thử nghiệm và đều là da thật 100%. Chương trình hành lang sale off sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới khi hết tất cả các sản phẩm tại đây. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay đến với cơ sở 484 Quang Trung Hà Đông Hà Nội để sở hữu ngay cho mình một sản phẩm đồ da thật ưu ý nhé. Hành lang sale off của FPT Outlet đã chính thức bắt đầu rồi. Quý khách hàng hãy nhanh tay đến với địa chỉ 484 Quang Trung Hà Đông Hà Nội để chọn cho mình những sản phẩm áo da thật ưu ý, bởi vì sản phẩm của chúng tôi sẽ rất là nhanh hết và mức giá ưu đãi chỉ từ 1 triệu đồng trở lên quý vị nhé. Mô hình hành lang sale off sẽ được nhân bản tới các cơ sở khác của FPT Laser, rất hy vọng sẽ được quý khách hàng ủng hộ. Mua áo da thật đến ngay FPT Laser, áo da thật hàng đầu Việt Nam.